chiều ngày 22 tháng 1, ông Trần Hoài Phương, giám đốc cảng vụ hàng không miền Bắc xác nhận, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, một con trâu đi lạc về hướng nhà ga hành khách T1, sân bay Nội Bài, Hà Nội. Ngay khi phát hiện, năm nhân viên an ninh hàng không nhanh chóng đuổi con trâu ra khỏi khu vực sân bay. Việc trâu xuất hiện trên đường giao thông nội cảng ngày hôm nay là một sự việc hy hữu. Vụ việc không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông di chuyển của các phương tiện tiếp cận cảng hàng không quốc tế nội bài, ông Phương cho hay. Cảng hàng không quốc tế nội bài nằm ở vị trí tiếp giáp với năm xã sản xuất nông nghiệp. Do vậy, công tác ngăn chặn các vật nuôi, động vật hoang dã tại các khu vực luôn được cảng quán triệt, tăng cường giám sát để phát hiện và đẩy đuổi kịp thời. Với vụ việc khi hữu này, cảng vụ hàng không quốc tế nội bài chỉ đạo đơn vị chức năng gửi văn bản, khuyến cáo đến địa phương các xã giáp tranh. Để tiếp tục tuyên truyền nhắc nhở bà con trong việc quản lý vật nuôi, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn hàng không và hình ảnh của cảng hàng không cửa ngõ của thủ đô. Hàng năm, Cảng vụ hàng không quốc tế nội bài, phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Bắc, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về văn hóa an toàn hàng không cho các xã giáp tranh sân bay, đồng thời gửi văn bản khuyến cáo đến các xã về việc không thả diều, bóng bay, flycam, đốt rơm rạ, quản lý vật nuôi, đảm bảo an toàn bay.